Bạn gái tin đồn là bộ phim tâm lý tình cảm siêu hấp dẫn của điện ảnh Hoa ngữ với sự chỉ đạo diễn xuất của Phương Tiểu Khang. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Mễ Lạp do Lý Thạnh thủ vai và Tiền Khang do Tôn Nghệ Châu thủ vai. Nấy bối cảnh cuối thập niên năm 80, Mễ Lạp là một cô gái lương thiện và đáng yêu. Cuộc sống của cô vốn dĩ rất bình yên, cô có một tình yêu tốt đẹp với Mạnh Huy, nhưng đáng tiếc, số mệnh của hai người lại xung khắc nhau, ở bên nhau luôn gây ra những nhiều rắc rối. Mẹ của Mạnh Huy cũng kịch liệt phản đối hai người ở bên nhau. Cuộc sống của Mễ Lạp đã thay đổi hoàn toàn khi cô vô tình gặp gỡ anh chàng thiếu gia nhà giàu và đẹp trai Tiền Khang. Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này vì không ưa gì nhau mà tạo nên rất nhiều tình huống dở khóc dở cười. Các tình tiết vui nhộn, hài hước xen lẫn tình cảm ngọt ngào của bộ phim chắc chắn sẽ khiến khán giả không thể thất vọng. Hãy cùng đón xem siêu phẩm hài hước và vui nhộn này nhé! Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.